Kính thưa quý vị, các nhà khảo cổ Peru phát hiện những bức tường thời xa xưa có những trạm trổ thời xa xưa tinh vi và kỹ xảo, tin từ Trujillo, Peru. Trong một cuộc tìm kiếm những di tích lịch sử còn sót lại thời triều đại Chimú, các nhà khảo cổ học Peru phát hiện những bức tường trạm trổ thực công phu mang những di tích lịch sử quốc gia. Những bức hình nổi thu thập với ước tính xác định trong khoảng thời gian trên dưới 500 năm vào thời đại Chimú. Nhà khảo cổ quốc gia Henry Gagliozzo nói rằng tại khu vực Trujillo đã thấy có rất nhiều chứng tích thời vua chúa xa xưa với những bức tường trạm trổ hoặc đồ dùng trong nhà làm bằng vật liệu bằng men trắng. Tất cả các đồ vật thời xa xưa được lau chùi và sẽ được đưa vào Viện Bảo tàng Quốc gia để triển lãm. Nhà khảo cổ Gagliozzo nói thêm là hiện nay đã có nhiều món vật cổ liên quan đến lịch sử tiến bộ xã hội Peru được khám phá và đưa vào các chương trình triển lãm. Và mỗi năm có hơn 90.000 du khách thăm viếng Viện Bảo tàng Khảo cổ của quốc gia. Khu vực khảo cổ Chen Chen được phát hiện và các toán nhân viên thu thập những đồ vật quý hiếm thời xa xưa tiếp tục đào bới. Và đây là những dấu tích chứng minh thời đại huy hoàng triều đại Chimú vào năm 900, ngự trị một vùng đất rộng lớn phía bắc Peru kéo dài qua từng lãnh thổ Ecuador. Và theo truyền thuyết thì triều đại Chimú đã bị lật đổ vào kỷ nguyên thứ 15 từ hoàng đế Inca.